bóng vừa đất sang ngang. Trong trận đấu bán kết thì Thành Tín cũng là người mở tỷ số dành cho Phoenix. Người đình của Phoenix chúng ta có thể thấy là có rất nhiều cầu thủ đã quá quen mặt. Xuân Chi nhật tình huống như bạn nữa, rất khó tin của Xuân Chi. Một pha sút bóng từ góc rất đẹp, tuy nhiên nó đã gục được từ một tờ đốc. Như vậy vị nhà hai đang là đội bóng vươn lên rất trước. Không ít lần Xuân Chi đã có những giống ghi bàn từ những không vào. Tình huống thứ hai, bóng đã chặn khung thành của thủ môn Đức Anh, và trong bóng này thì thủ môn bên phía Đan Đi phát bóng rất hay, cứ ra vào luôn. Đội rất đáng tiếc vừa bị bỏ lỡ bởi Duy Thế. Là mất bóng rất nhanh. Tấn Chi có thể nói xuất chiến của Công Sa Vi và Xuân Chi là rất tốt. Cảm ơn rồi, đáng tiếc là Thanh Đa Ca đã lại trượt chân. Vì thế, bóng đã được chuyển cho người để đi công sau thủ môn Anh để sang pha trội rõ ràng của Vì thế. Sức ép của Phoenix cuối cùng cũng đã có được kiến tạo. Vừa rồi thì bóng đã đi qua chân của thủ môn Đức Anh. Như vậy là Đức Anh đã di chuyển trước khi Milan dứt điểm. 1-0 dành cho Phoenix. Người đầu tiên sẽ là Thắng Tèo. Thắng Tèo và Tuấn Đức. Như vậy là Thắng Tèo đã đánh lừa được một đối phương. Tuy nhiên hướng đệm bóng của Thắng Tèo lại đi vào cột dọc và ăn ra ngoài. Thắng Tèo đã có lẽ dứt điểm là quá khó. Lên rồi. Lên rồi. Lên rồi.
Duy Tếu cũng không cho thủ môn đội bạn có cơ hội, tuy nhiên bóng thì lại không đi vào khung thành. Bây giờ là Tông Savi. Rất nhẹ nhàng. Trên sân số 2 thì trận đấu chung kết của cúp bạc cũng đang phải định đoạt bằng loạt đấu penalty. Thành Tín rất cầm. Đây là Xuân Trê. Chúc mừng